cái số tiền mượn kéo xuống zero mà kéo hoài kéo không được, đúng không các bạn? Rồi tôi muốn 1.000 free chứ tôi không muốn mượn tiền. Rồi tôi muốn cả hai, vậy thì làm sao? Rồi tôi không thấy 1.000 cho free ở chỗ nào? Đó là những vấn đề mà mình nói trong cái video này các bạn nhé. Mời các bạn theo dõi. Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của Tony nha. Thì trong cái video ngày hôm nay, Tony xin trả lời tổng hợp cho tất cả các bạn cũng như quý vị. Tại vì có rất là nhiều bạn cũng như là quý vị đã hỏi Tony như thế này. Để Tony đọc cái những cái comment nha. Làm ơn giúp em kéo cái total amount mượn tiền xuống thành zero làm bằng cách nào? Tức là ví dụ đi, người ta để là cho mượn 10.000 nhưng mà bây giờ bạn này bạn không muốn mượn, bạn chỉ muốn lấy 1.000 free thôi, vậy thì làm cách nào để mà được free mà không muốn mượn? Đó là điều thứ nhất. Rồi điều thứ hai thì bây giờ tôi chỉ muốn được 1.000 free thôi nhưng mà tôi không muốn mượn tiền, vậy thì tôi sẽ bấm vô cái chỗ nào, click cái chỗ nào? Đó là điều thứ hai. Rồi để coi vậy thì bây giờ tôi muốn cả hai được không? Tức là tôi muốn vừa mượn tiền và được 1.000 đô la, vậy thì tôi phải làm cách nào? Đó là điều thứ ba. Đó, đây là những cái mà coi như câu hỏi của các bạn, thì tôi này gom lại tổng hợp lại giống như là một cái lẩu thập cẩm vậy đó các bạn, để mà mình trả lời một lần một. Chứ nếu mà bây giờ mà tôi này vừa làm neo mà vừa ngồi trả lời từng câu hỏi chắc là tới chiều luôn cũng chưa xong nữa các bạn nhé. Đó rồi, để coi đây nè, có một cái câu hỏi này rất hay nè. Nó cho em mượn 15.000 nhưng mà bây giờ em chỉ mượn muốn mượn 7.000, vậy thì em sẽ làm như thế nào, và nếu em bấm mượn 7.000 thì em có được 1.000 free hay không? Đó, thấy chưa? Thì tôi này sẽ chia sẻ hết tất cả những cái gì thắc mắc nãy giờ mà các bạn đang thắc mắc á, tôi này sẽ chia sẻ hết trong cái video này, mời các bạn theo dõi cái video nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào cái câu hỏi số 1 là tôi chỉ muốn tiền free nhưng tôi không muốn mượn tiền, vậy thì tôi phải làm sao? Thì nó như thế này nè các bạn, khi mà các bạn điền đơn xong thì khoảng 2-3 ngày sau, bây giờ nó rất là nhanh, khoảng tháng 3, tháng 4 nó rất là lâu các bạn, đợi 4-5 tuần lễ SBA nó mới trả lời mình, còn bây giờ thì nó nhanh rồi. Thì hiện tại bây giờ các bạn điền đơn xong thì khoảng 2-3 ngày sau thì các bạn sẽ nhận một cái email, thì biểu các bạn là, kêu các bạn là tạo một cái account với SBA. Đó, thì khi mà các bạn click vào thì các bạn sẽ điền một cái password để mà mình mới vào được cái account của mình. Đó, thì cũng giống như là tiền thất nghiệp vậy đó các bạn, mỗi người có một cái password, một cái account riêng. Thì khi mà các bạn tạo xong rồi thì nó sẽ nhảy lên một cái trang. Cái trang này nó sẽ cho các bạn biết là cái số tiền bạn eligible để borrow chứ nó không bao giờ cho các bạn thấy là 1.000 đô la cho bạn ở đâu hết. Thành ra các bạn đừng có hoang mang, đừng có thắc mắc và đừng có tìm. Tại vì các bạn tìm nó sẽ không bao giờ thấy cái chỗ mà tôi cho bạn 1.000 đô la này, không có, không bao giờ có cái chuyện đó. Tony xin nhắc lại, tại vì có rất là nhiều bạn hỏi Tony, mà rất là nhiều bạn nha, hỏi, em vào nhưng mà em đâu có thấy cái chỗ nào nói 1.000 đô la đâu, nó cho mượn thôi à, thôi em không dám làm gì nữa tại vì em không muốn mượn. Các bạn đừng hoang mang. Đây nè, các bạn sẽ làm như thế này. Khi mà các bạn đi vào thì các bạn sẽ thấy cái eligible amount để borrow, ok, thì mình có thể click vào đó để mình điều chỉnh. Ví dụ đi, các bạn không muốn mượn hết cái maximum amount thì các bạn mượn phân nửa, hoặc là các bạn mượn sau 1/3, 3/4, 4/5, 7/6 gì đó, nó tóm lại các bạn muốn mượn như mượn. Rồi, cái đó là chuyện các bạn muốn mượn. Bây giờ các bạn không muốn mượn, đúng không? Các bạn không muốn mượn mà các bạn chỉ lấy 1.000 free thôi, đúng không? Rồi, mà các bạn tìm hoài không thấy 1.000 free nó nằm ở chỗ nào để lấy, đúng không? Thì như thế này, nếu các bạn, bây giờ trường hợp thứ nhất, nếu các bạn không muốn mượn, bạn nào không muốn mượn thì như thế này, các bạn đừng có mà các bạn tìm hoài mà các bạn mua cái ở máu xuống thành zero mà không được, đúng không? Thì các bạn leave it alone, tức là các bạn để qua một bên, đừng động đậy về tới cái chỗ mà review and accept the amount. Các bạn leave it alone, để nó qua một bên. Các bạn chỉ làm những cái bước ở phía dưới là verify identify, tức là các bạn phải tự verify với SBA người đó là bạn. Người ta muốn biết chắc chắn là bạn, tại vì có rất là nhiều trường hợp mà bị coi như là ăn cắp cái thông tin cá nhân đó các bạn, để mà điền đơn, để mà mượn tiền, rồi rốt cuộc không phải là mình mà là người khác đó thôi. Thành ra SBA nó muốn bạn, bước đầu tiên là các bạn nhìn xuống ở phía dưới nha,
ở bên dưới cái mà verify amount á, ở phía bên dưới á, những bước bạn cần phải cầm list, tức là những bước bạn cần phải làm đó thôi. Ok, thì cái bước thứ nhất là verify yourself, thì các bạn click vào đó thì nó sẽ nhảy lên những cái câu hỏi để mà người ta hỏi bạn là coi có phải là bạn hay không, tức là mấy năm về trước bạn ở đâu, bạn sinh đẻ ở đâu, bạn ở tiểu bang nào, thành phố nào, nó tóm lại thì gần giống như vậy đó các bạn. Đó thì khi mà các bạn verify xong thì nó sẽ nhảy lên ở phía dưới là cái chữ complete đó, tức là đã làm xong rồi, đã verify xong rồi. Ok, rồi xong rồi, vậy thì là bạn xong rồi đó, tức là bây giờ bạn không muốn mượn tiền đúng không, thì bạn không cần phải review and accept the amount, bạn để nó qua một bên, bạn coi như quên nó đi, nó có cũng giống như không đó các bạn, đừng làm động đại gì tới nó. Thì dĩ nhiên là bạn không mượn tiền, bạn chỉ làm cái verify rồi là xong rồi, vậy thôi, bạn đợi thôi, tự động tiền $1,000 free nó sẽ deposit vào cái account của bạn. Cái account nào mà bạn điền ở trên cái application á, cái routing number and cái account number and cái bank name đó, lúc mà bạn điền đơn á. Nhưng còn một điều nữa, bạn có thể không nhận được 1,000, nhớ nè, nghe này nè các bạn nha. Tại vì không thôi các bạn nhảy dựng lên, trong lúc application có rất là nhiều bạn quên click vào cái ô $10,000. Cái ô nó rất là nhỏ các bạn, nó nằm lúc ở dưới cái đơn application đó, gần cuối đó, cho nên có rất là nhiều bạn bỏ qua cái bước đó. Thành ra có nhiều bạn không mượn được tiền là tại vì không muốn mượn tiền là điều thứ nhất, và không có $1,000 luôn tại vì lúc apply quên click vào cái ô đó. Chỉ một cái click nhỏ bé xinh xinh thôi mà mình mất $1,000 cost bạn. Bạn phải trả giá cả $1,000 vì một cái click đó. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vậy thì bây giờ Tony đã chia sẻ cái cách mà nếu bạn nào không muốn mượn tiền, chỉ muốn được 1,000 free rồi, vậy thì các bạn chắc là nghe kịp và hiểu rõ cái cách để mà làm để lấy 1,000 free rồi đúng không? Tức là không cần phải mượn tiền vẫn được 1,000 free. Đó, rồi. Bây giờ cái cách thứ hai, cái điều thứ hai các bạn hỏi Tony là bây giờ tôi muốn vừa mượn nhưng mà vừa được 1,000 luôn, nhưng mà tôi không thấy cái chỗ nào để tìm mà click vô cái chỗ 1,000 được free hết. Ok, rồi bây giờ nè, thì khi mà bạn mở cái trang đó lên thì dĩ nhiên bạn sẽ thấy cái số tiền người ta cho bạn mượn, đủ điều kiện để bạn mượn á, thì bạn muốn mượn bao nhiêu thì tùy, nó nằm trong cái khoản đó đó. Thì bạn mượn xong, bạn review and accept the amount xong xuôi hết rồi, bạn cũng verify cái identify, nhớ kỹ nha, cái bước nó rất là quan trọng, tại vì nếu bạn không verify identify thì SBA nó không biết chắc chắn là bạn và nó sẽ không bao giờ cho mượn, tại vì nó biết chắc chắn người đó là bạn đó, thấy chưa? Tại thời buổi này nguy hiểm lắm các bạn, dạ, thông tin cá nhân nó bị ăn cắp nhiều lắm đó, đó. Ok, rồi khi mà bạn review and accept the payment xong xuôi rồi, bạn verify identify xong rồi thì bạn vẫn chưa thấy 1,000 đúng không? Bạn đừng có lo, cái số tiền bạn mượn á, khi mà nó deposit vô cái account thì bạn sẽ thấy tự nhiên sẽ có thêm $1,000 nằm ở trên, ở trong cái số tiền đó đó. Còn nếu bạn nào làm chủ, ví dụ đi, bạn lúc bạn khai bạn có 5 nhân viên đúng không, thì khi mà bạn accept and review cái amount xong á, bạn mượn cái số tiền nào đó thì bạn sẽ được cộng thêm $5,000 trong cái số tiền bạn mượn đó, ví dụ là như vậy để cho các bạn dễ hiểu đó. Còn nếu bạn là thợ nail thì bạn mượn bao nhiêu thì nó sẽ cộng thêm $1,000 trong cái số tiền bạn mượn, nó sẽ deposit về chứ nó không có báo cho bạn biết. Nhưng nhớ một điều, lúc apply bạn phải click vào cái ô $10,000 nhé. Còn nếu bạn nào quên click vào thì đừng bao giờ trông chờ $1,000, tại vì nó sẽ không có đâu mà chờ, nó chỉ có số tiền mượn, hoặc là bạn không mượn thì nó sẽ không bao giờ có một cái đồng bạc nào hết. Đó là như vậy đó. Nhớ một điều kỹ là các bạn phải nhớ kỹ coi là cái lúc bạn apply bạn có click vào cái $10,000 hay không ha. À, rồi, và một câu hỏi nữa các bạn hỏi như thế này: 3.7 tiền lời trả trong vòng 30 năm thì tiền lời nó có thay đổi theo từng năm hôn, từng ngày hôn hay sao? Thì Tony xin chia sẻ như thế này, Tony đã gọi nói chuyện với SBA mà người ta làm việc ở trọng á, thì người ta nói như thế này: 3.7 tiền lời là coi như nó đứng yên tại chỗ, nó không bao giờ thay đổi là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các bạn có thể trả ốp bất cứ lúc nào và không bị phạt. Ví dụ bạn lúc bạn ký giấy mượn tiền là 30 năm nhưng mà 3 tháng sau bạn trả ốp rồi, thôi vậy thôi, trả ốp cái số tiền mình thiếu vậy thôi, chứ bạn không bị phạt, bạn không bị này bị kia bị nọ đó. Rồi,
là như vậy đó các bạn. Tức là bạn sẽ trả off anytime và tiền lời không bao giờ thay đổi. Và một câu hỏi này mà Tony nhận trong 48 tiếng vừa qua cả ngàn lần, đó là nhận 1.000 đô la này có bị ảnh hưởng tiền thất nghiệp không? Tại vì tôi đang thất nghiệp. Tony xin nhắc lại với các bạn là như thế này. Tại có rất là nhiều bạn nói là tôi xem những cái video của YouTuber khác thì YouTuber khác nói là bị ảnh hưởng, đúng không? Tony không biết YouTuber nào các bạn xem, và Tony cũng không biết các YouTuber đó người ta cập nhật tin tức như thế nào. Nhưng mà đối với Tony thì theo như cái sự hiểu biết của Tony thì hiện tại bây giờ 1.000 đô la free này các bạn không bị ảnh hưởng gì đến tiền thất nghiệp của các bạn. Đó là như vậy nha. Đó là theo sự hiểu biết và cập nhật thông tin hiện tại của Tony là các bạn không bị ảnh hưởng gì tới tiền thất nghiệp. Và một điều cuối cùng mà Tony muốn chia sẻ với các bạn, khi mà các bạn dời cái amount mà mượn tiền á, giờ lên giờ xuống giờ tới giờ lui dời hoài mà không thấy một con số zero đâu á, các bạn quên dời nó đi. Tại vì á nó không có số zero. Cái chỗ đó là cái chỗ mà review and accept the amount để mình mượn. Thành ra bây giờ các bạn dời hoài mà không thấy nó xuống tới zero, thôi quên á, đừng dời nữa, làm bỏ nó qua một bên. Tức là nếu các bạn bỏ nó qua một bên, tức là các bạn không có mượn tiền, đúng không? Rồi các bạn chỉ làm những cái bước ở phía dưới là verify identify, đó tức là verify những cái gì mà người ta đòi hỏi mình ở phía dưới đó, rồi xong xuôi rồi đợi thôi, 1.000 đô la nó sẽ gửi vào account cho bạn. Đó là nếu bạn không muốn mượn tiền nha. Rồi thì nói tóm lại thì sau vài phút tôi được chia sẻ với các bạn và giải đáp những cái thắc mắc của các bạn về là tôi không muốn mượn tiền, tôi chỉ muốn được 1.000 đô la free thì phải làm gì. Đó, nãy giờ thì chắc là các bạn biết rồi. Rồi tôi muốn cả hai, vừa mượn vừa được free thì phải làm gì. Rồi các bạn cũng biết luôn rồi, đúng không? Rồi sao đó, nó tóm lại nãy giờ tôi được chia sẻ hết rồi. Ok, rồi nếu các bạn thấy cái thông tin này nó hữu ích thì các bạn bấm like, nhấn nút share để mọi người cùng biết, để các bạn coi như khác khỏi phải hoang mang thắc mắc nữa à. Rồi nếu các bạn nào lần đầu tiên vào kênh của Tony thì ủng hộ tinh thần cho Tony một cái năng lượng, một cái động lực để làm ra những cái video có ích cho đời, cho xã hội, cho mọi người các bạn nhé. Đó là một cái mục tiêu của kênh của Tony, và cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi chúc tất cả mọi người một ngày an lành và hạnh phúc. Bye bye.